Xin chào các bác, chào mừng bác đã trở lại với trang ký của mình xưa. Trước tiên thì là rất cảm ơn các bác đã luôn quan tâm tới bên em trong suốt nhiều năm qua, đặc biệt là năm qua là đại dịch Covid-19 nó kéo dài rất là lâu, cũng như là giãn cách xã hội thì hầu như là tất cả các tỉnh thành anh trong cả nước mấy tháng liền. Nhưng bằng vấn đề về yêu thương cũng là tin tưởng của các bác luôn quan tâm và tin tưởng ủng hộ em trong suốt năm qua, và một lần nữa rất cảm ơn. Ngày hôm nay em tranh thủ em sẽ lên cái kính, đó là dây băng Aviator sang 814, mắt màu xanh ngấm RV3, con này sản xuất thập kỷ 70 mạ vàng. Tuy nhiên điểm của cái kính này thì là mỗi cái mắt đã bị thay rồi. Đấy. Chính vì thế giá thành rất rẻ, mặc dù còn rất là mới rất đẹp. Khi mà gửi về đây thì nó bị vỡ, nên là em bắt buộc là em phải thay một cái mắt khác. Nó cũng là mắt tốt. Đấy. Đấy, chính vì thay mà bị nó không còn cái mắt cũ của nó, cho nên là giá thành sẽ rất êm ái thôi. Hồi sau sẽ rõ nhé. Vâng. Bác nào Hà Nội, gần Hà Nội có địa chỉ nhà em ở ngõ 390 đường Trường Chinh, đúng là Hà Nội, số điện thoại là 091 65 66 826, thì là cũng là số điện thoại Zalo. Các bác ở tỉnh xa hết sức yên tâm, em sẽ gửi bằng cái phương tiện bưu điện ô tô, máy bay, tàu hỏa, những phương tiện gì nhanh nhất, hợp tình, hợp lý, hợp lý. Thời gian gửi từ 1 đến 2 ngày, chậm là 3 4 ngày tùy theo thiên tai dịch bệnh bão lũ nhé. Dây băng Aviator xanh da bún RB3 sản xuất thập kỷ 70. Tuy nhiên mắt thay rồi, chính vì thế giá thành rất là rẻ. Trước tiên vào thì em phải đính chính lại địa chỉ và số điện thoại. Kênh kính của kính xưa rút tại địa chỉ là ngõ 390 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội, số điện thoại là 0916566826, thì cũng là số điện thoại Zalo. Vì ngày nay rất nhiều đối tượng xấu đã giả danh trang kính của kính xưa ở Hà Nội cũng như các tỉnh trong miền Nam, nên các bác hết sức lưu ý. Duy nhất một địa chỉ trụ sở chính nhá, không ngoài ra không có địa chỉ trụ sở chính đâu cả. Đấy. Thế là những kênh giả mạo ấy thì là hay bán cái hàng xuất nước thứ hai, thứ ba. Nguy hiểm hơn, nó bán hàng trà trộn của tàu amateur Trung Quốc vào, rất nhiều nghe bị dính. Đỉnh cầu trên là BVL dây băng USA, cái dòng này bị lướt qua thôi, vì trong suốt là 7 năm qua em triển khai trên kênh YouTube, đặc biệt là bán tại nhà cũng như ngoài đường Trường Chinh là hơn 20 năm, ngay cả số điện thoại là hơn 20 năm rồi. Gầm cầu dưới này, đấy, BVL dây băng USA nguyên zin, sản xuất thập kỷ 70. Cây này mới về em lên luôn mà ngay cho nắng, để lâu nó nguội với lạnh, trời mùa đông rồi, vừa nhanh lạnh nhanh tối. Giá 3,2 triệu hay gọi là 3.200k, giá là 3,2 triệu gọi là 3.200k. Và những dịp cận Tết, trong Tết, trước Tết, sau Tết thì em bao giờ để cho cái giá là giá du xuân. Bởi vì là các bác biết là vào những cái dịp cận Tết, trong Tết, trước Tết và sau Tết là các bác hay du xuân các lễ hội, thì các lễ hội thì hay tranh thủ chặt chém của các du khách. Chính vì lẽ đó là các bác phải hết sức tỉnh táo đầu, là khi mua bán, khi ăn uống các, mua bán các phần lễ hội thì nên mặc cả chiếc, phải tránh tình trạng những thập niên 99-2000 mà em đi một cái lễ hội nào ở cái tỉnh Bắc Ninh hay tỉnh nào lâu rồi, hay Yên Bái gì đấy hay Lào Cai gì em không nhớ được, vì cái đây hơn 20 năm rồi, thì là chặt chém một chai rượu là hồi là 250.000, 250.000 đấy, mà trong khi đó Hà Nội một chai rượu, mà rượu trắng nhá, rượu trắng Hà Nội thời điểm đấy uống một chai rượu trắng, chai 65 chỉ khoảng 40.000, 50.000 là ngon lắm rồi, rượu coi như là cực kỳ ngon rồi. Thế mà uống một chai rượu trắng 65 mà đã tính 250.000 thời điểm 99-2000 là quá đắt. Đấy, cho nên là nếu vào dịp đấy, cũng đầu năm đấy, cái dịp du xuân lễ hội gì đấy ở trên Bắc Ninh hay Lào Cai hay Yên Bái em không nhớ, lâu em không để ý. Nên đây là góc độ chia sẻ quan điểm thôi, chứ không lên lớp vào đời, không cơ quan tương ngoại, để các bác nắm bắt được tránh tình trạng là các bác bị sẽ bị chặt chém trong cái thời điểm là trước Tết, trong Tết và sau Tết khi du xuân các lễ hội. Và cái giá cây này dây băng Aviator sản xuất thập kỷ 70 có giá là 3,2 triệu hay gọi là 3.200k. Các bác mua đâu mua nên lựa chọn cái địa chỉ lâu năm và số điện thoại lâu năm. Giá cả rất là rõ ràng, hình thức mua bán và bán hàng đều ghi bên dưới video nhé. Thời gian bán hàng bên em cực kỳ thoải mái, từ 7 giờ sáng đến 2-3 giờ, từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối, tất cả ngày trong tuần không nghỉ nào kể ngày lễ Tết. Với điều kiện bác điện thoại trước, tránh tình trạng đến đột xuất quá thì em đi vắng. Điện thoại trước thì em sẽ liên tiếp đoán từ xa và lắng nghe thấu hiểu tư vấn chuyên sâu đồ cổ xưa. Đấy là một trong những cái giá trị cực lớn, là khi mua xuất đồ cổ xưa lâu năm có thương uy tín hai mấy năm, xuống cả hơn 2 năm rồi. Đấy. Còn ngày nay đối tượng xấu mà là bán những cái trang giả mạo ấy, thì cái lượng view, lượng like, đăng ký kênh theo dõi trang lên rất nhanh. Sau một thời gian những cái rượu mới bình cũ, như là những cái kênh, cái trang mới lên vù ấy, là để ý nhắc, đấy là đã thuê đơn vị thứ ba quảng cáo marketing sale để like, để view, để đăng ký kênh theo dõi một cách chóng mặt chóng mặt. Những cái kênh mà mới được 1 năm, năm giữa 2 năm mà lên khoảng 10.000, hơn 16.000 người, hơn 20.000 người thì hết sức cảnh giác. Bởi vì là những kênh đấy là hầu hết là thuê đơn vị thứ ba quảng cáo rồi, thì nên nó để like để view rất nhanh.
Kênh của em triển khai 7 năm mà chỉ có hơn 2.000 đăng ký kênh, bởi vì em làm cách hữu xạ tự nhiên hơn, không câu like câu view, một cách chân tình, chân thật, chân thành nhất và luôn công khai rất là rõ ràng về địa chỉ, số điện thoại luôn luôn ghi trên này hơn 2 năm rồi. Đấy, cho nên các bác là lưu ý nhá, mua đồ cổ đồ xưa, quần áo hàng hiệu nên chọn người con trai là tốt nhất. Về nó đồ cổ xưa, tính cổ xưa, còn con trai là có sự am hiểu hơn. Chứ thay vì mua đứa con gái là nó để thuê, nhiều rất nhiều đối tượng xấu thuê con gái lên lên một lô kính vài cái vài chục cái nhưng mà quần áo hở ngực trễ ngực, như là đăng trên cái trang mạng xã hội như Facebook là bán lifestyle đấy, trực tiếp đấy, không địa chỉ, mỗi số điện thoại không. Tất cả đồ cổ xưa, kính cổ xưa mình không nên mua của những đối tượng mà nó không có địa chỉ, thỉnh thoảng thay đổi địa chỉ, thay đổi số điện thoại, hoặc là sử dụng sim số tam quy tứ quý mà không địa chỉ, đừng bao giờ mua, sẽ bị dính vào hàng giả nhái rất nhiều anh em rồi. Có những em thấy hầu như là tháng nào em thấy là có những bác là cầm đến nhà em nhờ em xem cái kính cổ đồ xưa này, thì em làm bảo rồi đấy là khi hỏi địa chỉ ra lại không biết, vì nó cho cái địa chỉ là Hồ Lan Bá này, xung quanh Hồ Thần Quang này, rồi Hồ Văn, xung quanh Hồ Văn Quán là dính, khẳng định luôn điều đó luôn, bởi vì nó có địa chỉ đâu, nó mỗi số điện thoại không thôi. Đấy, một số bác bảo là cũng nhắn tin comment cho em, rồi có gọi điện bảo là chú nên đi vào trọng tâm vấn đề là phân tích cái hàng giả, hàng nhái thật. Kính cổ kính xưa của em nhập về từ hàng Mỹ xưa nhé, hàng chuẩn Âu, hàng sản xuất nước thứ nhất. Còn những đối tượng kia hay bán hàng sản xuất thứ hai, thứ ba, chất lượng kém hơn thì giá thành sẽ rẻ hơn. Của rẻ là ô đầy nồi không ngon, thế thôi. Đấy, bởi vì hàng giả hàng thật nó luôn công khai. Còn hàng giả thì nó hay giấu địa chỉ, thay đổi địa chỉ, thay đổi số điện thoại. Trong thời gian nó là lên, nó lập trang mới, kênh mới. Đấy, rất đơn giản để các bác biết được. Hàng thật cái mạ vàng của nó nhá thì rất là sáng này. Đấy, rất là sáng. Còn cái hàng giả thì cái vàng nó rất là tối như nước chè, để khoảng 2-3 ngày. Nên các bác hết sức lưu cái này đó. Vâng, rất cảm ơn các bác xem video và xin chào cả lại về sau. Bác nào mà chưa kênh em có thể nút đăng ký kênh màu đỏ các phải bên dưới video và nút biểu tượng quả chuông để mỗi khi lên kênh hệ thống nút sẽ kiểu tin nhắn rất nhanh đến số nào bác. Vâng, xin chào các bác nha.